10 địa phương sẽ phát triển mạnh bất động sản công nghiệp trong năm 2024. Bất động sản công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động sản xuất, phân phối hàng hóa, cung cấp không gian, cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp công nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài là những địa phương có cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư. Còn Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống kê, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mới tăng mạnh cả về vốn đầu tư, số dự án đầu tư mới, tập trung nhiều vào 10 địa phương có tổng số dự án đầu tư mới, chiếm tới 78,6% số dự án mới và 74,4% số vốn của nhà nước. Vì vậy, phân khúc bất động sản công nghiệp được dự báo sẽ phát triển mạnh trong năm 2024 tại 10 tỉnh, thành phố, bao gồm Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Bắc Ninh, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai. Các ngành được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm phải kể đến: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng số vốn đầu tư đạt hơn 23,5 tỷ USD, chiếm 64,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 39,9% so với cùng kỳ. Ngành đứng thứ hai là ngành kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư gần 4,67 tỷ USD, chiếm hơn 12,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 4,8% so với cùng kỳ của năm 2022. 6 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu về đầu tư FDI có phần thúc đẩy bất động sản công nghiệp Việt Nam phát triển mạnh trong năm 2024 là Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc. Riêng 6 đối tác này đã chiếm hơn 81,4% tổng vốn đầu tư của cả nước trong năm 2023, theo báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 2023 của Cục Đầu tư nước ngoài. Dòng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục gia tăng mạnh mẽ với sự mở rộng sản xuất của loạt tập đoàn đa quốc gia. Ngày càng nhiều yêu cầu và nhu cầu khảo sát địa điểm từ các nhà sản xuất, thương mại điện tử, logistics đa quốc gia tạo ra sức cầu mạnh mẽ cho thị trường bất động sản công nghiệp. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Đại hội Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 1 2024-2029. Đại hội là sự kiện ra mắt Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam, tổ chức xã hội, nghề nghiệp của các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, công nghệ cao và các doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các tổ chức tài chính, logistics, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến bất động sản công nghiệp, v.v. đảm bảo hoạt động phát triển kinh doanh bất động sản công nghiệp thống nhất, ổn định. Bất động sản công nghiệp là bất động sản được sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc sản xuất công nghiệp. Các bất động sản này bao gồm nhà xưởng, kho bãi, nhà máy, trung tâm phân phối, cơ sở hạ tầng công nghiệp và các khu đất có tiềm năng phát triển công nghiệp tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, v.v.